Sao vậy hả? Con buồn lắm phải không? Chiều nay ba con dẫn con đi chơi hả? Dạ, chiều nay ba con bận đi hẹn hò. Không sao, không buồn nữa. Bây giờ thích ăn cái gì, cô Lại sẽ dẫn con đi ăn, chịu không? Dạ chịu. Ủa, chiều nay cô Tiên Mai không đi hẹn hò hả? Thiệt ra là có, nhưng mà vì bé Lan, cô Tiên Lây sẽ dẫn bé Lan đi chơi, quỷ kèo luôn. Dạ thôi, cô Tiên Lai đừng có hủy kèo. Cuối tuần á, ba con cũng hay đi chơi với mấy chú bạn của ba con. Thỉnh thoảng lại hay hủy kèo với con lắm á. Nhìn thấy tội nghiệp con nhỏ, mới nhiêu đó tuổi à, mà đã chứng kiến những cảnh không vui rồi. Thôi, cô Lai quyết định rồi. Cô Lai sẽ hủy kèo. Thôi, đừng có hủy kèo. Con chào bác. Cô cứ đi chơi đi, rồi tôi dắt cháu nó đi ăn tiệc. Ủa, mình được đi ăn tiệc hả nội? Ừ. Cô Tiên Lai, cô cứ đi hẹn hò nha, con đi với bà nội của con. Dạ vậy cũng được. À bác ơi, con có chuyện này muốn nói với bác. Nói đi con, chuyện gì vậy? Thật ra là nói chuyện này con cũng ngại lắm, nhưng mà con không nói con thấy khó chịu quá. Nói đi con, Bác nói cho đi. phép con nói nha bác. Ừ. Con biết á, một người làm cha làm mẹ, khi sanh một đứa con ra thì ai cũng muốn con mình bình thường như bao người khác. Nhưng mà bây giờ con mình đã như vậy rồi á thì bác đừng có buồn nha bác. Vì mình có cố gắng thay đổi cũng đâu có được cái gì đâu. Dùng từ đủ nhẹ nhàng, dịu dàng, thấu hiểu được tấm lòng bố mẹ. Được, duyệt. Bác cũng quen rồi con à. Nội, nội có chuyện gì buồn hả? Sao con không biết chuyện này vậy? Đâu có gì đâu mà buồn, không biết nữa. Bác, bây giờ con thấy cái chuyện này cũng bình thường thôi à bác. Xã hội bây giờ thoáng lắm, nhưng mà vẫn có những con người á, người ta không có suy nghĩ thoáng, người ta sẽ nói ra nói vô. Nhưng mà bác đừng có quan tâm nha bác. Ở trong xóm này á, có ai mà nói ra nói vô gì á, bác cứ nói con. Con hả, sẽ đứng ra bảo kê cho bác liền. Dạ con xin lỗi, tại mỗi lần mà con bức bệnh gì là cái tánh cũ của con nó hay trỗi dậy lắm. Bác đừng nghĩ gì vậy bác. Nhưng mà bác thích cái kiểu này nè. Bác thích hả? Ừ. Lại có chuyện gì mà em thở dài hoài vậy? Thì em đang lo chuyện của con bé tội nghiệp đó lắm anh. Con bé nào mà tội nghiệp? Con bé trong xóm em á. Vậy hả? Mà sao mà em thấy tội nghiệp nó? Anh không nhớ bé Lan em kể với anh hả? Ôi nó bất hạnh lắm. Còn nhỏ mà bây giờ phải hứng chịu biết bao nhiêu thứ. Đã không được sống ở cạnh mẹ rồi, phải sống chung với bà nội của mình. Tội nghiệp thiệt chứ. Thì đúng là không được sống gần mẹ, nhưng mà sống với bà nội cũng vui mà. Thì biết là sống với bà nội cũng vui, nhưng mà em nghĩ em lại thấy thương bà nội hơn nữa. Anh thấy bà nội cũng sống vui vẻ, rồi cũng lạc quan yêu đời mà, chứ có gì đâu. Trời ơi, phải sống lạc quan chứ anh. Không sống lạc quan sao được, tại vì con trai của mình mà. Biết làm gì khác giờ. Nói chung là chuyện chuyện đó cũng đâu trách được. Hôn nhân tan vỡ, đâu có ai muốn đâu. Mà phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Em thấy hả, ba mẹ nào cũng vậy á, khi sinh một đứa con ra là ai cũng muốn con mình á hả vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc, đâu có ai muốn con mình vậy đâu. Trời ơi, nghĩ tới bé Lan sao mà càng nghĩ càng thấy thương á. Em không biết là làm sao mà nó chấp nhận được khi mà nó biết ba nó không bình thường. Mà anh thấy ba của bé Lan cũng bình thường, đâu có bệnh hoạn gì đâu, vẫn khỏe mạnh mà. Trời ơi, ba của bé Lan không có bình thường,
Em đang lo là không biết sao này bé Lan nó lớn lên rồi nó có chấp nhận được sự thật đó không? Khi mà nó hiểu chuyện, nó biết ra là ba nó không bình thường á, là sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của nó, anh hiểu không? Nhiều khi hả nó sẽ bị trầm cảm nặng luôn á. Nè 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 em, không lẽ ba nó lấy vợ rồi nó buồn, nó bị sang chấn tâm lý, nó không được vui, phải không? Không phải. Thí dụ như mà ba nó lấy vợ à, thì đâu có chuyện gì để nói. Ừ. Còn đằng này là ba nó lấy vợ, nhưng mà cái người vợ đó không có bình thường. Ba, cái người vợ đó không phải là phụ nữ. Ờ, sao nói phải phụ nữ? Trời ơi, em nói nãy giờ anh không hiểu hả? Không. Tức ghê vậy đó. Ba của bé Lan á. Ừ. Ba đê. Sao? Gì vậy? Sao tự nhiên anh phản ứng mạnh như vậy? Đâu có. Ba đê. Ba đê. Ủa mà cái chuyện này ai nói? Bé Lan nói cho em nghe chứ ai? Chẳng những nói cho một mình em nghe mà nói hết nguyên một xóm biết luôn. Trời ơi. Thì có tội nghiệp con nhỏ hết sức luôn á. Đâu biết chia sẻ với ai đâu. Phải nhờ mấy cô chú ở trong xóm giúp giùm. Nói nguyên một xóm biết luôn hả? Trời ơi, Lan ơi, Lan là chết ba rồi con ơi. Nói gì vậy? Không có gì, anh chỉ đang là hòa nhập với câu chuyện của em thôi. Trời, anh làm gì mà anh nhập tâm dữ vậy? Cái chuyện đó đâu có dính gì tới anh đâu. Làm giống như là chuyện đó chuyện của anh vậy đó. Không phải chuyện của anh đâu nha. Ủa mà nè, mà anh nghĩ chắc không phải đâu. Nếu như mà cái ông đó ông 3D vậy làm sao mà ông có con được, đúng không? Trời ơi, bây giờ trá hồi nhiều lắm anh. Xã hội bây giờ là đầy luôn. Với lại nhiều khi em nghĩ hả, ông xin bé Lan là con nuôi đó, để giống như là để cho người ta nhìn vô người ta đừng nói. Không, con ruột. Sao anh biết? Không, anh chỉ đoán thôi. Bạn thấy chuyện của xóm em làm gì nhập tâm dễ sợ luôn vậy đó. Câu chuyện hay. Thôi mình bỏ qua câu chuyện đó đi nha. Thế tội bé Lan anh ha. Thôi mình nói với chuyện của mình đi mà. Thì chuyện của mình có gì đâu nói. Có chứ. Không, chuyện bé Lan thấy quan trọng mà, hơn. Mà đừng nói chuyện của người ta nữa. Mình nói chuyện mình đi nè, anh hỏi em là chừng nào em qua nhà anh đây. Em có mua quà cho con nè. Không ấy lát anh cầm về giùm em nha. Trời ơi, em cứ tặng quà hoài à. Nghe tiếng mà không thấy hình. Thì tại vì á, em suy nghĩ á, em thấy là em cần phải có thêm một thời gian nữa mới được. Với lại á, em phải tập trung em giải quyết cái chuyện của bé Lan xong đã. Thôi mà chuyện của người ta, mình cứ lo chuyện mình đi. Coi như là anh sẽ tiếp tục chờ em. Bao giờ mà em đồng ý á, thì nói anh qua bên nhà anh nghe. Thì chừng nào em giải quyết chuyện bé Lan xong nha. Chuyện bé Lan hoài vậy em? Nó nói rồi, thôi mà bỏ qua chuyện của người ta đi ha. Không được, em phải giải quyết chuyện của bé Lan. Thôi em giải quyết đi. Đứng lại. Về chỗ cũ. Cái gì vậy? Trời ơi, đi đâu mà vui vẻ quá ha, hít gió rồi ha, rồi đội nón đi đâu à? À, hẹn dễ rồi, qua bển quân cà tướng với ổng. Dẹp ông dễ qua một bên, ở nhà cho tôi. Giờ này không đi đâu hết trơn á. Nắng muốn chết mà đi đâu, ở nhà cho tôi. Bà cũng biết rồi đó, sống ở đời cần chữ tín. Ừ. Thấy không? Sống mà mất chữ tín á, đời vô nghĩa. Ừ. Mà tính tôi với chồng bà là bà cũng biết rồi. Ừ. Tôi nói một là một. Ông nói sao? Ừ? Có nghĩa là ông lúc nào cũng chữ tín hàng đầu. Đúng rồi. Ông á, một là một. Chính xác. Nhưng mà vợ ông bà Quyền đó, bà thích một là hai. Thì sao? Thì bây giờ ông một là một mà tôi một là hai. Thì bây giờ tôi bỏ đi đi. Ông cứ đi qua nhà ông dễ ông chơi cờ đi, đâu có sao đâu. Rồi ông khi mà ông về thì cái nhà này ông nghĩ nó còn nguyên hay là nó là một bãi chiến rồi thì tùy ông. Đi đi. Dễ sợ. Alo, bạn Dễ hả? Bạn Uy nè. Dễ ơi, Uy có công chuyện đột xuất rồi, không có qua vui cờ với Dễ được. À, tôi bị
tôi bị đau cái miệng. Không phải, tôi bị đau cái đầu gối. Không phải nữa. Tôi bị sưng cái gót chân. Không phải, đau gì ta? Tôi bị đau cái bờ vai. Đúng rồi, tôi bị tét mấy đầu ngón tay. Máu nó tuôn ra quá, cầm cờ không được dễ thôi. Hả? Nói vậy là ông cô không dự đánh cờ được hả? Vậy thì may quá. Vậy là lỗi do định mệnh chứ không phải là do chúng ta dễ nhé. Nói sao nói lá mộng quốc căng. Nói lá mộng quốc căng. Trời ơi, đau miệng, ra vai, đau đầu gối. Trời ơi, rồi cái tên chị gì? Tét mấy đầu ngón tay. Bộ ông để tay vô cục điện hả? Cho nó nổ banh ra sao mà tét đâu mấy đầu ngón tay. Lá mà nó đau quốc căng. Không phải, tét mấy đầu ngón tay thì cầm cờ đâu có được đâu. Thì cái đó là cái cơ sở để ông tin. Vậy thì sao? Ở nhà hả đi? Ở nhà. Vậy mới được. Trà không? Tưởng uống tự ro. Trời ơi, con trai nhà chị Mai vậy mà ba đê. Thấy mà xót ruột cho chị quá. Nhà có một mẹ một con mà mới sinh được mỗi đứa cháu nội gái à. Mà thấy thương, giờ phải chấp nhận thôi. Chứ chưa chắc con bé Lan là cháu ruột. Ba đê mà, khó mà sinh con lắm. Chị Ngân, chúng ta đừng có nói gì hết. Để bắt Mai á, bắt nghe được bắt buồn. Và cũng đừng kỳ thị mà tội nghiệp cho con bé Lan. Dạ, con chào ông Dễ. Ủa? Ông Dễ. Chào chị. Dạ. Chào, ngồi. Ngủ uống nước. Sao nay chú ngồi có một mình vậy rồi mấy người kia đâu? Trời ơi, đi công chuyện hết trơn hết trội rồi chị ơi. Dạ, bà nội con nói á, dẫn con ra khu phố ăn tiệc. Bà con thấy không có tiệc đâu hết trơn. Nhưng mà tiệc gì? Bà nói tối ngày nó cứ bám đuôi theo cô Lai hoài à. Mà cô Lai cũng thương nó nữa. Cho nên tôi mới nói là để tôi dắt nó đi ăn tiệc. Đặng cô Lai mới có việc đi hẹn hò chứ phải không? Thì con thương cô Tiên Lai và cô Tiên Lai cũng thương con mà nội. Trời ơi, không những mà cô Tiên Lai thương con hả, mà cả cái số này thương con hết trơn hết trọi. Dạ. Ông ơi, con mời ông ăn bánh. Bánh này ngon lắm không? Con bảo đảm với ông là ông sẽ không tìm thấy bánh này ở đâu có hết á. Trời, bánh nó ngon vậy con? Dạ, ba con tự tay làm đúng không? Cái gì? Ba con làm mấy cái bánh này luôn hả? Dạ, ba con giỏi lắm, ba con nấu ăn siêu ngon, ba con làm bánh siêu đẹp, ba con còn biết bộ tóc cho con nhiều kiểu đẹp nữa không? Ủa thiệt luôn á hả? Dạ. Cho ba con đàn ông mà giỏi giang cái chuyện mà nữ công gia chánh như ta, giống gái vậy? Ba nói sanh ra trong cái lúc khó khăn mà, hả? Cái gì mà con gái làm được là nó cũng làm được luôn. Hèn gì, bà Quyền nói ba đây là đúng rồi. uống trà không con? Uống trà không? Dạ uống. Nít cấp uống trà đi là vừa. Thưa ba, con mới về. Ủa, con chào bác. Bé Lan. Dạ, con chào chú Tuấn. Ủa, hai bên biết nhau hả? Dạ, không biết ba. Con biết bé Lan đây á, là nhờ nhà cô Lây với lại Châu á, là hay kể về những người giống sớm mình á, cho nên là con biết. Dạ đúng rồi, cô Tiên Lê cũng hay kể là chú Tuấn là con trai của ông Dễ, người đẹp trai sớm này. Trời ơi, trời ơi, này là con của tôi đó chị. Rồi nó đi suốt ngày, suốt năm, suốt tháng có mặt nhà đâu, giờ nó mới xuất hiện. Trời ơi, có một đứa con đẹp trai muốn chết luôn mà giỏi giang vậy mà cứ than hoài. Trời ơi, giỏi giang đâu không thấy, chị không biết đâu. Có một chuyện à, kêu nó làm hoài mà nó không được. Kêu nó cưới vợ, ha, đẻ con, đẻ cháu cho tôi bồng mà nó không chịu, hứa hoài luôn. Trời ơi ba, cái chuyện cưới vợ bộ dễ lắm sao ba? Sao không dễ?
Trời ơi, con trai lớn là lấy vợ là chuyện bình thường thôi. Ủa con về vậy sao lấy vợ khó hả? Hả? Trời ơi, ba nói chuyện khó vậy mà không nghĩ ra được nữa hả? Ba, hôm nay ba hẹn hò với cô Tiên Lai có vui không ba? Cô có tặng quà cho con không ba? Có, chắc là con đi mua đồ với cô chứ gì. Vậy cô hỏi con là con gái ba thích gì mà? Lanh lẹ quá đi. Mà sao con nói với sớm là ba vậy, vậy hả? À, con chỉ nói là ba con không thể cướp một người phụ nữ bình thường. Tại mọi người suy diễn á. Chứ phụ nữ không bình thường là sao? Thì cô Tiên Lai cổ là tiên, thì sao phụ nữ bình thường được ba? Cũng đúng. Dạ. Mà tại bà Quyền cứ muốn ba cưới cô cháu làm vợ nên con không có thích. Vậy cho nên con mới nói vậy á hả? Dạ, để không may gả con gái cho ba nữa. Con chỉ muốn cô Tiên Lai làm mẹ con thôi. Được rồi, ba hiểu rồi. Ok, tuần sau về á, ba sẽ thưởng cho con. Dạ, con cảm ơn ba. Trời ơi, muốn có mẹ quá, chuyện gì cũng nói được hết ha. Rồi, cứ chọc con hoài. Vậy còn chưa xong nữa à.